Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe địa hình gian cao cấp mới nhất về tại cửa em, dòng gian XTC 820. Vâng, trước đây thì em đã từng về một số mẫu 820 rồi, hôm nay em về một chiếc. Hôm nay một chiếc màu trắng các bác nhé. Sử dụng bộ cấu hình của DOG. Máy trục rỗng các bác nhé. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, chiếc xe có màu trắng. Khung xe thì có những đường chỉ màu xám và đỏ. Đây là gian XTC 820. Các bác có thể lên Google search thêm về chiếc xe này. Xe đi dây âm sườn cao cấp. Dây đi bên trong sườn. Em sẽ lướt qua chi tiết lớp sơn của xe để các bác đánh giá. Em đánh giá chiếc xe này còn khá mới, hầu như rất ít những vết xước, dăm nhỏ như này không đáng kể chất lượng của xe. Khóa yên nguyên zin của gian. Yên của gian, nguyên zin. Yên đỏ đen các bác nhé. Cọc yên cũng nguyên zin của gian. Nguyên bản theo xe. Vẫn là bộ khung alu XL. Cao cấp hơn khung alu X thông thường. Đây một công nghệ làm nhôm độc quyền rất là nổi tiếng của gian rồi. Cho bộ khung siêu nhẹ và bền. Vài hôm trước đây thì em có về những chiếc xe XTC 800. Hôm nay em về một chiếc cao cấp hơn một chút, XTC 820. Giảm sóc của gian. Bê đan bi vòng bạc đạn. Đùi đĩa của gian. Phía bên trên đây là cổ phốt ghi đông. Nguyên zin của gian. Xe được vẫn trang bị, vẫn giữ nguyên được bộ tay nắm của gian, tay nắm cao su, bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano DOG. DOG là một cấu hình cao cấp gần như trùng cuối của dòng địa hình và dòng touring rồi. Tay bấm bên đít là 10 tầng, bên đĩa là 3 tầng, cho xe 30 tốc độ các bác nhé. Bộ phanh dầu, phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano. Phanh đĩa dầu thủy lực. Vành của Mavic. Vành hiệu. Đây là cao cấp. Máy ơ nguyên zin của gian. Bộ vành 275 các bác nhé. 27,5. Quả lốt là 1,75. Trong địa hình các bác có thể đi đường đồi núi và đi những đường xấu, sỏi đá thoải mái với cái
dòng địa hình này, bánh sau lốp sau. Củ đè cao cấp của Sierra DOG 10 tầng lip và đùi đĩa trục rỗng 3 tầng. Của Jam. Các bạn có thể thấy đây là cái gạt đĩa của Sierra DOG luôn các bạn nhé. Nguyên một bộ group của Sierra DOG đồng bộ theo xe. Trên khung xe ghi size M. Giờ thì em sẽ đo chiều cao khung đứng của xe. Xe có chiều cao khung đứng là 46 các bác nhé. Và ngang là 58. Phố các bác từ 1m63 đến trên 1m7. Đến 1m73, 1m75 đi vừa chiếc xe này. 10 tầng lip. Sẽ đi vào đánh giá chuyển động. 10 tầng lip. Lên lip, xuống lip, còn chuyển động rất là tốt. Nguyên một bộ group. Vâng, đây là bên đĩa, đùi đĩa 3 tầng của Gian, đùi đĩa trục rỗng, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, chuyển động rất tốt. Phanh dầu thủy lực của Shimano. Đây là máy ơ sau của xe các bác nhé, của Gian. Vâng, và vừa đánh giá xong chiếc xe Gian XTC 820, một dòng xe địa hình cao cấp của Gian, được trang bị nguyên bộ group của Shimano DOG, đùi đĩa trục rỗng của Gian, bộ phanh dầu thủy lực. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 10.500.000, miễn phí ship toàn quốc, đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975709993 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào các bác theo dõi video.